chung tay xây dựng nông thôn mới với diễn xuất đến từ phía Kiến Huệ trong vai ông Khoái, Thu Phương trong vai bà Khoái và Quang Đương trong vai thầy giáo. Tiểu phẩm xin phép được bắt đầu. Phẩm lên đây, ai mà bắt lại hôm nay tiền về. Bà nó đâu rồi? Ông gọi tôi cái gì đấy hả? Xa đây cổ. Ông bảo tôi cái gì đấy? Bà nó phải lấy tiền mà ngay ra đây cho tôi. Ôi trời đất ơi, là trời đất ơi. Ông lại mang tiền của tôi đi đánh đề không phải không? Tôi vừa mới bán được nước gà để dành dầm đổ bê tông. Thế mà ông chỉ suốt ngày nhiều với chẳng trẻ, đề với chẳng đồng, làm khổ mà khổ con. Ô hay, cái bà này một ăn đã tươi, không cái gì tiêm ra. Còn cái nhập thôi được nông thôn mới, đấy là việc của nhà nước. Cháu tuổi gì nhỉ? Dạ thưa bác, cháu tuổi rồng bác ạ. Nếu tính cả tuổi vụ, năm nay cháu 27 tuổi bác ạ. Tôi hỏi nhỏ thầy cháu thế thôi. Thôi, chết rồi. Đúng rồi, hôm nay là tôi sẽ bạch thủ con 27. Bà nó chuẩn bị, bảo lấy tiền, ngày tay lấy tiền nha chưa? Cái ông này, chỉ suốt ngày để mới chẳng đón. Hai bác cho cháu hỏi, cháu Đức nhà mình mấy hôm nay bỗng hay sao mà không thấy đến trường theo học bác nhỉ? Thầy ra đây cho nhà một tí. Chẳng giấu gì thầy, cháu Đức nó về xin tiền. Ông nhà tôi không cho, cháu nó xấu hổ với bạn với bè mà không dám tới trường đấy thầy ạ. Tôi khuyên mãi mà cháu chẳng nghe. Thầy biết không, tôi vừa mới bán được đàn gà, dành dành dụng dụng để đóng học và nộp đường đổ bê tông. Thế mà ông ấy còn đánh đánh đề đấy thầy ạ. Tôi là tôi khổ lắm thầy ạ. Dạ được rồi bác ạ. Bác cứ động viên cháu Đức tiếp tục đến trường để theo kịp kiến thức cùng bạn cùng mẹ. Còn đối với bác trai, cháu sẽ ra khuyên nhủ xem sao. Thì nhờ thầy giúp đỡ. Dạ bác ạ. Bác đang nghiên cứu cái gì mà say sưa thế ạ? Chào chờ thầy Sáu ạ. Mời thầy Sáu ngồi. Dạ vâng, cảm ơn bác ạ. Thầy Sáu, cho tôi hỏi, thầy Sáu với bà lõ nhà tôi to nhỏ cái gì mà đóng đóng với lại chả không có, mà tôi nghe nói xây dựng nông thôn mới, đấy là việc của nhà nước cơ mà. Dạ thưa bác, một phần nhỏ các khoản đóng góp của các cháu là để xây dựng khuôn viên trường học, có giúp các cháu có môi trường học tập tốt. Xã cũng như một số các đoàn thể và cá nhân đã hỗ trợ để xây dựng đó. Nhà nước và nhân dân cùng làm mà bác. Xây dựng cơ sở vật chất trường học, xây dựng điện đường trường trạm, mở rộng giao thông đường làng ngõ xóm là một trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đấy bác ạ. À, thầy giáo cũng cho tôi hỏi, tôi nghe xây dựng nông thôn mới, nhà nước người ta hỗ trợ tiền thể để xây dựng đường, điện, rồi trường trạm, như người nông dân chúng tôi làm gì có gì để mà đóng với lại trả góp. Tôi nói thật với thầy giáo, tôi là tôi không đóng, rất khoát là tôi không đóng đâu đấy. Dạ, cháu thưa bác, nhà nước cũng đã hỗ trợ rất nhiều đó bác ạ. Bác thấy không, môi trường mầm non khu B mới được khánh thành khang trang sạch đẹp, cũng là giúp các cháu có môi trường học tập tốt. Đó lại là tiền của nhà nước đầu tư xây dựng bác ạ. Và hiện nay, tỉnh ta đang có quyết định 19 hỗ trợ xi măng cho nhân dân, mở rộng, cứng hóa mặt đường. Đó cũng là nhà nước hỗ trợ đó chứ. Tất cả đều phục vụ đời sống nhân dân, tất cả đều phục vụ cho tương lai con em chúng ta bác ạ. Thế mà tôi lại cứ tưởng, à biết rồi, hôm nay là tôi sẽ bạch thủ con 27, ngày mai là tôi sẽ có tiền để đóng ngay. Cái ông này, tôi nói không nghe, chỉ suốt ngày về với cả. Ô hay, cái bà này, tôi đánh đề là cái việc của tôi có mắc mớ gì đến ai mà tôi có trộm, có cắt gì của ai đâu mà tôi sợ. Còn cái việc đánh đề, tiền của tôi là tôi cứ đánh.
bạc số đề là tệ nạn xấu, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của nhân dân. Chúng ta cần chung tay xóa bỏ để xây dựng xã nông thôn mới bác ạ. Thế mà tôi lại cứ tưởng cỏ bạc số đề cũng là rơi vào tệ nạn xã hội sao hợp thầy? Là đúng vậy bác ạ. Vậy là gia đình tôi xưa nay không có truyền thống rơi vào tệ nạn xã hội. Tôi cũng hiểu ra rồi, mà tôi cũng báo cáo với lại cả thầy, tôi là tôi không đánh nữa đâu đấy. Nhớ là phải bỏ đấy nhé, chứ không hôm ngày đó công an nó vô cổ lại thơ mới chẳng phải chưa đi hết. Gớm, bà cứ nói mãi, tôi biết rồi. Còn cái này ông cũng phải bỏ đi thôi. Còn cái này thì bà cứ để tôi từ từ mỗi ngày một tí để tôi làm việc cho nó hăng hái. Nhớ làm một tí đấy nhé, chứ không cái này khổ đến thân rồi. Tôi biết rồi bà. Cháu rất mừng là bác cũng đã hiểu ra. Vậy chúng ta hãy chung tay xây dựng Quỳnh Hoàng trở thành xã văn minh giàu đẹp, thỏa lòng mong ước của cán bộ và nhân dân bấy lâu nay. Và chúng ta sẽ xây dựng Quỳnh Hoàng thành xã nông thôn mới, phải không bác? Thầy giáo nói phải đấy. Chúng ta hãy